Mời. Nghèo. Quýnh thôi mà, quýnh nặng, quýnh nặng, quýnh đây, quýnh nặng đúng rồi. Bye đi mà. Để chút quên á. Bye đây. Dạy nhậu tiếp ơi. Bé bị. Chơi không hết. Chồng lại hả? Sao được? Đứng đây nè. Rồi. Rồi. Rồi xích tay. Quay á, bấm lúc này chụp. Kia là cũng có đấm gì đấm ai thôi người đó đó cô ơi đấm bán giờ tháng còn đấm còn nữa chọc qua cái máy nhẹ máy gì đó quá trời. Ôi đẹp quá quá cái nhẹ chụp đại nghèo đi đang lên luôn đâu rồi rồi chém ha bên đây nữa bên đây mới đẹp rồi được tới tao ơi thấy lúc mình đây.
đừng có bán ấy rồi. Mốt đừng có bán đám nữa. Chưa kịp chụp luôn á. Mùa hai mùa, một năm nữa đâu nó quay rồi, cái buôn nó mua cho thấy. Ngày đâu bán còn 3 triệu 4 triệu ngày luôn. Rẻ gì? Giống như á, con nó ở gần bên nhà ông Tư á. Cảo hơn nó tùm như muốn. Mới năm ngoái mới đậu cây nó thua cây của nó ở đây nữa. Mới đậu bán. Đầu đầu bữa hôm sau nó bán 2 triệu rưỡi bán sạch luôn 70 cây. Ủa, bữa cô Út có lên nè. Nắng rồi. Tin gì quá nè. Nó mới nói gì chó. Trời ơi, có đăng cái mấy cái mai này lên chưa? Có chứ. Đăng lên chơi nè, cho bác. Kiểu mình đăng lên nó đẹp, nó bình luận là mai đẹp có tiền. Có tiền bình luận. Có hôm qua kìa. Sao? Hôm qua cũng dữ. Con này nó bớt rồi. Cái này đó mua luôn hả ở nhà chồng? Nhà không. Nhà chồng. Cái này vẫn nhiều năm rồi. Cái này á. Ừ. Năm gì? Nó tàn dữ dằn. Quá cái mai đẹp. Cái điện thoại để vô không biết đường nào quay luôn. Bự quá. Ờ. Quá cơ mà đẹp quá. Giảm thì bán cái kia có kiếm miếng đất nào không? Hả? Ở đâu? Công máy rồi nhiêu tiền?
Ở đâu rồi? Giờ đám mai này của con nè. Đó nào? Rồi mày mua của nội tiền đó ai xài? Tiền của nội xài. Không có xài gì hết. Mấy cây nhỏ này nó cũng vẫn đẹp. Còn nó cái màu của nó màu gì không phải màu vàng. Ghép không? Cái mai không màu cam. Nhà ghép hay ai ghép? Nhưng mà anh thường mày giờ thành nghệ gia người đó. Ghép đổ vậy là nghệ gia người. Hả? Ừ. Mai màu cam ghép được hay không? Thế vô cái dựng đẩy là đền nữa không? Mai màu cam. Đó không? Đăng lên mạng như để đẹp. Hả? Nào. Ngồi xuống chơi chung đi. Đã không? Vui ha. Em kìa. Phải chữ. Chưa. Có cái thích này kìa to. Đúng rồi. Lấy dẹp ghế nha. Cho nó cao.
Ẩm ra đi. Ra, ra được không? Ẩm ra nha. Ra được không? Nè, cho một chút chua nè. À, từ từ. Để nó ra mình chui vô. Xuống té té. Rồi lấy vô. Ra. Ra. Nó kêu đi ra kìa. Nó từ vô ra rồi tao mệt rồi tao bị ra không á. Ẩm vô nè. Đi 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 đi. Cái này. Em 2.000 tỷ. Đặt luôn phi á. Trời ơi tiếng. 200 triệu đúng rồi, sao bán nhà đó không? 200 triệu nữa. Đó, bể cái đi cho mẹ mày bán nhà rồi. Ừ. Đó, đừng. Đó, người ta lại. Trời. Mắc cười quá. Hai ông nhỏ nó mập không? Nắm tay từng người á nè, nắm không nắm mà nó hai thôi à. Bó xì kìa, bó xì đi đi chơi vô đi, ngồi nắng quá không hả mày. Coi chừng lọt. Hơn nhỏ kia, coi chừng nhỏ kia đi đó. Đi 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 đi. Ê, ôi nhìn đảo quá chạy vô nè. Ủa, ai làm vậy? Ôi đảo à. Nè, hả? Chuẩn bị chạy chụp nha. Ê, quay giùm chị. Sao cậu? Sao cậu? Ê, chấm. Cầm nè. Ê, 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 ê.
Anh Nhi kẹp tóc ta lại lại Nhi. Đạo xỉu hay xỉu? Xỉu. Được không? Đi. Cho chiếc banh màu xanh nha. Đi cho chiếc banh màu vàng nha. Tiếp cho cái nào? Nè, hay là cái này? Cái nào? Nó... Cho con này nha. Mẹ lấy cái này nha. Ok. Bye. Về nha. Bye bye nha. Bye. Bye bye. 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 Năm sau gặp lại. Ừ, năm sau gặp lại. Năm sau là người khác. Ê, trong đây đẹp ghê. Mày khinh thường Minh quá rồi đó. Nó nói chị bảo tao nó nói mày. Mày nói gì chứ hãy nói lại coi. Nói lại. Lẹ. Nói không? Ê tao cảm thấy hồi kia tao đã bộ đồ đó quá. Hôm nay mình sẽ ăn lén nha mọi người ơi. Để tao khui ra coi thơm á. Thơm quá hửi cái gì. Thơm là ăn lén à. Trời ơi, nó xuống. Nó thơm. Cái mùi giống hết xì kẹt. Nè nè nè, đây 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 đây. Một cái bánh như hai cái nữa. Ngon không? Ừ. Ngon cái sữa. Ê, trong tủ có hộp sữa đấy, hộp sữa gì chấm ăn. Ê, cái dở quá. Khóc rộng quá. Đúng là hình ảnh minh họa mà. Ừ. Hàng chi bán cũng rẻ. Ừ, gần. Thơm á. Ngon chưa có bán được ăn. Ở trong đây một trái hay hai vậy mày? Rảnh. Làm cho đẹp mắt có mấy cái dở quá à.
Tưởng đâu trong nó có nhân chứ. Phê quá. Đi chen cái bánh không? Quên mình vậy thôi. Ông nội hỏi ai ăn nói chị không? Má cứu hộ quá đi nha. Quay hình ảnh là quay hình ảnh lên làm bằng chứng là con có ăn dụng hả? Làm sao mà chơi nổi đúng Lewis hết cả anh này chứ. Có bệnh hai đứa nhỏ nó với em đòi chơi, nó là kêu nó kêu em cõng đồ rồi sao nữa. Miếng coi miếng ăn cái lần cuối.